chứ. Ủa nó nghe nè, cái thái độ của tôi chưa là phải vậy, chương trình mới trả tiền. Miếng cơm anh áo rồi, miếng cơm anh áo muốn trả tiền, muốn trả tiền không? Muốn không? 2, 3. Đây là tất cả những món ngon của quán ngày hôm nay thiết đãi chúng ta. Mời. Em nghĩ rằng là món đầu tiên chúng ta nên ăn là cái món Há cảo. Ở đây chúng tôi chuẩn bị mỗi người một sẩn à. Mời. Trời ơi, một sẩn luôn một hả? Sẩn à. Dạ dạ. Em xin phép. Thôi chúng ta cùng nhau cạn cảo đi. 1, 2, 3. Vô. Ngon. Tuyệt vời. Mình phải chấm vào, chấm nước tương vào. Đa phần há cảo cái lớp ở ngoài là lớp bột, bột năng bột gạo đó, ở trong đây có rất là nhiều nhân nha. Khi nãy em cắn vô một cái là em thấy nó giòn giòn là nhân tôm. Ở trên đây thì mọi người biết rồi, đây là một cái miếng còi sò điệp rất là ngon, cực kỳ thơm và ngọt luôn. Bây giờ chúng ta rẽ qua món khác nha. Ăn tôm đi, mình hãy ăn tôm đi nè. Ăn tôm cái thơm đi hả chị? Ăn tôm cái thơm đi, tôm cái thơm đi. Tôm à. Tôm cái thơm này thì dạ nghĩ là không cần phải chấm gì cả. Tôm mình ăn bột chiên rồi là mình mới sốt nó cái mơ cho nha. Cái thứ mà anh nghe, ôi ngon quá. Cái lớp bột bên ngoài nó ngọt. Nó ngọt là bởi vì cái sốt đó, cái sốt thơm với lại cái sốt của mayonnaise. Dạ cái ngọt của nó không có bị ngán là bởi vì á thơm này nó có một cái mùi vị hơi chua chua chút xíu. Mà cái sự kết hợp giữa mayonnaise với lại trái thơm nó cũng hợp lý nha chị. Tại vì mayonnaise thì nó cũng chua nhẹ mà trái thơm nó cũng ngọt ngọt chua chua cho nên là nó hòa quyện rất là ok. Nhưng mà tôm này rất là tươi ha. Tươi. Ăn thấy nó giòn luôn á. Đúng rồi. Bây giờ mình thử qua món này đi. Đây, đây là món mì vịt quay Hồng Kông. Đây có sợi mì mì trứng. Mì trứng đúng không? Trộn lên, trộn cái hành lên. Rồi đó, cho một miếng mì và một miếng rau cải rồi. Một miếng vịt. Ngon, giòn, cái da nó giòn. Nhưng mà bên trong không bị khô. Ngon quá, mà cái vịt cũng ngon nữa, dai dai béo béo. Em thấy mình nhìn vào một món ăn của người Trung Hoa, mình thấy nó bóng lưỡng à. Đúng rồi. Bởi vì là thứ nhất là từ mỡ của động vật nó tươm ra, hai là cũng từ dầu mà ra, cho nên là lúc nào cũng phải kèm theo những cái rau cải giống như vậy để mình ăn mình trung hòa lại, mình không có bị ngán, không có bị ngáy vì mỡ. Cái này chỉ cần luộc lên hoặc là xào lên là nó đã vốn ngọt rồi, cho nên là người ta sẽ không nêm nếm gì nhiều vào cái cải này. Mình ăn tới món này. Đúng, mời mọi người. Bánh này có tên là bánh bao xá xíu nướng. Trời ơi, nó bự quá em ơi. Khi mà chúng ta nhắc tới bánh bao thì mọi người sẽ hình dung rằng là cái bánh nó sẽ màu trắng đúng không? Đúng. Nhưng mà riêng cái bánh này thì nó có màu vàng vàng nghệ, là bởi vì thứ nhất là nướng lên thì có màu này. Chị nghĩ là bột đánh với trứng á, lòng đỏ trứng nó sẽ ra màu này. Đúng vậy. Và trong cái bánh này thì nó có nhân thịt nè, có xá xíu nè, có nước sốt luôn. Có nước sốt, có lạp xưởng. Rất là thơm, rất là ngon luôn á. Nếu là đoán không nhầm thì đây là bột làm bánh bông lan. Nhưng mà thay vì hấp thì bây giờ nướng không? Đúng. Ngon quá. Ngon. Đây. Cái nhân cũng rất là đậm đà. Đây là phần da. Khi mà mình nướng lên á, đa phần da nó sẽ giòn hơn bên trong và nó chắc hơn, nên đâm ra là mình có thể tách ra được một cái lớp da nè. Cái mùi vị chủ đạo của cái bánh này là cái vị ngọt. Đúng rồi. Em có làm bánh em biết cái lớp giòn ở trên nó là cái lớp riêng luôn, nó không có giống cái lớp bột, chỉ giống màu thôi. Tức là mình sẽ quét cái lớp nó lên riêng. Mình để cái lớp nó lên riêng, nướng là nó sẽ tràn xuống như vậy. Ngon quá. Ăn nữa đi mọi người, tự nhiên. Lên lửa lẩu đi. Mình lên lửa đi. Nổi lửa lên em. Lem. Xinh xắn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ăn lẩu. Wow. Ủa trong này nó có cái cọng gì sẵn nè? Sâm. À cái này gọi là sâm. Thuốc bắc đó chị. À bây giờ chúng ta sẽ bỏ từng món vào ha. Cái gì? Cái này là cái gì nè? Gân bò bỏ vào. Cái này là cái gì vậy? Thịt gà. À, trời, thịt gà ở đâu? Ở vị trí gà, nào? Ướp gà. À, nó làm được cái lát vậy luôn. Cái này là bào ngư. À, bào ngư là con này đó hả?
cái này là gì vậy? Tủy bò. Tủy bò. Trời ơi, rất là nhiều món. Tủy bò, tủy bò. Còn cái này là gì ta? Hải sâm. Có nấm đùi gà. À, cái này là nấm đùi gà, cái này là nấm kim châm. Rồi bây giờ mình bỏ rau vô chưa? Bỏ vô luôn đi chị, để cho nó ngọt nước chút xíu. Bỏ luôn. Đây, chúng ta đang có một cái nồi lẩu nhìn thấy rất hấp dẫn ha. Và chắc chắn là sẽ rất là nhiều chất bổ dưỡng rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ đếm 1, 2, 3 mà nó bắt đầu sôi đó. 1, 2, 3. Wow, hay quá, đếm 1, 2, 3 cái sôi liền. Đó là chương trình đấy. Lúc nào cũng làm được những điều thú vị và kỳ diệu đến như vậy. Nó đúng là cái lẩu thủy mộc luôn á. Mình nhìn vô mình thấy được cái màu xanh ha. Màu xanh rất là tươi trên cái nồi lẩu luôn. Thử thử miếng nước nào. Em cũng muốn thường, đúng rồi, thường mà em ăn lẩu em sẽ nếm nước một chút ít nước lèo trước. Nhưng mà mới vừa ngửi là mình thấy cái mùi, có một cái mùi thuốc ha. Cái mùi nóng của, mùi thuốc của đông y á. Thuốc bắc phải không? Rồi, cảm ơn mọi người. Tuyệt vời. Khi mà mình nếm vào nó có một chút xíu vị thanh thanh ngọt. Nhưng mà nó cũng có vị đắng trong đó nha. Đúng rồi. Là bởi vì nó có đông y, nó có thuốc trong đó. Thường như vậy nè, thì ăn sẽ rất là tốt cho sức khỏe. Theo như em biết thì cái nồi lẩu này là được cấu thành từ 16 loại thuốc bắc. Và cái nước lẩu thì được hầm trong 12 tiếng. Wow. Cái lẩu này khi mà ăn bảo đảm rất là mát, thanh nhiệt. Và em nhớ không lầm là cái vị mà những đắng đắng của cái nước lẩu là do cái vị thuốc tên là kỷ tử. Nhưng mà cái vị đầu á thì nó nhẫn nhẫn như thôi, nhưng mà cái họng nó ngọt. Cái này á ăn lên rất là bổ, ăn vào người rất là bổ, bởi vì nó có toàn là những món bổ dưỡng mà như là hải sâm nè ha, gân bò, tủy bò, thịt bò. Chúng ta nên ăn kèm chung với mì. Cái này là dạng mì trứng. Cái sợi này nó dẹp hơn so với sợi mì trứng bình thường. Tại sợi mì trứng bình thường nó tròn. Nó tròn và nó nhiều, nhìn nó dày, dày cơm hơn. Là nó làm mì nhiều nhưng mà mình không có ngửi được cái mùi trứng. Nhưng mà riêng cái mì này là mình ăn mà mình thấy thơm lắm. Thơm cái mùi trứng á, lòng đỏ trứng á, thơm thơm thoang thoảng. Mình rất là thích cái menu ngày hôm nay. Và chị nghĩ tối nay nhà chị có một cái tiệc nho nhỏ và chị sẽ đặt hết tất cả các menu hôm nay. Hợp lý. Đây, bây giờ chị múc cho Nhân nha. Dạ. Trời ơi, em chưa bao giờ được ăn bầu ngư đó chị. Rồi, để chị lặn cho. Đây. Em cảm ơn chị, chưa bao giờ em được ăn bầu ngư hết đó. Đúng hả? Em muốn chị được ăn một con bầu ngư. Ôi, trông chờ quá. Bây giờ là bầu ngư là chia ra em một miếng nè. Lập một miếng, lập là có rồi. Em nhớ là hai miếng á. Ờ, nè nè, em cầm lấy đi tiếp. Dạ. Ủa là chị ăn rồi đó hả? Ủa dạ. Bạn là chủ nhà mà bạn đâu có thiếu thốn cái gì đâu. Khách mời người ta tới đây mà hai đứa nó nhỏ nữa, cho hai đứa nhỏ nhất trong này nó ăn. Thôi nè, cái này là em mới vừa gấp ra nên em chưa ăn. Em nhường cho anh Chao. Không ăn ơi, để chị đâu có, hồi nãy vô tình thôi, cái đó là trời cho đó. Lúc mà tôi múc rau, tôi ý là tôi múc rau thôi. Thật ra là khoảng thời gian gần đây á, em mới biết được bào ngư là giống như vậy. Và khoảng thời gian gần đây em mới được ăn bào ngư, chứ trước đây là không biết luôn á. Cho nên là bây giờ Lập sẽ thử ăn và review cho tất cả mọi người biết cảm giác ăn bào ngư như thế nào nha. Hồi nãy chị ăn lại. Sao? Dai đúng không? Rất dai. Ngọt. Rất ngọt. Thịt con bào ngư vô cùng dai luôn. Và cái hàm lượng chất dinh dưỡng rất là cao ở trong đó. Cho nên một ngày người ta nói ăn bào ngư đừng ăn quá nhiều, tại vì ăn quá nhiều nó sẽ bị nóng. Như tất cả các bạn cũng đã thấy, trong một cái nồi lẩu có rất là nhiều món. Nào là nấm, nào là thịt bò, nào là thịt gà, nào là bào ngư. Đủ thứ các kiểu luôn. Có thể thấy đây là một cái nồi lẩu vô cùng chất lượng. Vô đây ăn là thì sự không sợ bị lỗ. Ăn thấy là xứng đáng đồng tiền luôn á. Và chị tin là nếu mà cái món lẩu mà nó chất lượng như thế này, chắc chắn là món lẩu mà gọi là best seller ở nhà hàng này mà, đúng không? Đúng như vậy. Đó, và đây là miếng hải sâm rất là tươi ngon ha. Dạ, sẽ ăn miếng hải sâm này. Thơm quá. Ngon quá. Nó giòn giòn, dai dai. Ăn rất là ngon. Cái thịt gà này á, hình như là đã được ướp dầu mè á, cho nên rất là thơm. Tôi chưa ăn gà. Còn có gì mà chị chưa ăn không chị dạ? Thư ăn không? Mà thôi ăn mập lắm, để tôi ăn cho. Nguyên một miếng thịt gà luôn nha, cắn như một cái này. Nghe không? Ngon. Ngon. Món này được gọi là món đại bổ khí.
đại bổ khí. Cái đó là một cái từ rất là quen thuộc khi mà chúng ta ăn đồ bổ á. Đại bổ khí là vì nó quá nhiều đồ bổ đi nên gọi là đại bổ khí.